nhân viên công nghệ đang phải trả giá cho sai lầm của CEO. Các giám đốc điều hành tại những công ty như Amazon, Microsoft, Salesforce và Meta đã đặt công ty của họ vào thế khó khi đầu tư vào các dự án kinh doanh thua lỗ cũng như thực hiện hàng loạt các hướng đi sai lầm. Giờ đây, các nhân viên của họ đang phải còng lưng gánh chịu hậu quả từ những quyết định này, trong khi những người có quyền lực lớn nhất lại gần như chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Tại sao vậy? CEO mắc sai lầm, nhân viên gánh chịu. Khi giải thích lý do sa thải 12.000 nhân viên, Sundar Pichai, giám đốc điều hành công ty mẹ của Google, Alphabet, cho biết đội ngũ quản trị đã quyết định cắt giảm việc làm sau khi xem xét nghiêm ngặt cấu trúc và tổ chức nội bộ của Google. Sau đó, ông lập luận rằng việc sa thải là cần thiết để tiếp tục duy trì công ty. Trong các thông báo sa thải, hầu hết công ty công nghệ đều đổ lỗi cho khủng hoảng kinh tế. Tại Amazon, việc cắt giảm nhân sự được cho là cần thiết vì những khó khăn trong chuỗi cung ứng, lạm phát và năng suất lao động. Giám đốc điều hành Salesforce, ông Marc Benioff, đã lấy suy thoái kinh tế làm lý do khiến công ty phải cắt giảm 10% số lượng nhân viên. Workday cũng đã sa thải 3% nhân viên với lý do môi trường kinh tế toàn cầu đang thách thức các công ty thuộc mọi quy mô. Thế nhưng các chuyên gia cho rằng trong nhiều trường hợp, nguồn gốc thực sự của những đợt sa thải hàng loạt này bắt nguồn từ quyết định thiếu suy nghĩ của các giám đốc điều hành. Đơn cử là CEO Meta, tỷ phú Mark Zuckerberg, vị này đã đầu tư hàng tỷ đô vào dự án Metaverse, dẫn đến việc phải cắt giảm 11.000 việc làm tại công ty. Hay Toby Luque tại Shopify, người đã sa thải 1.000 nhân viên sau khi đặt cược vào tương lai của thương mại điện tử. Không chỉ quyết định thiếu suy nghĩ, các CEO cũng có xu hướng trốn tránh trách nhiệm. Ví dụ như Sundar Pichai đã không đề cập đến việc trong thời gian nắm quyền lãnh đạo, Google đã bị phạt hàng tỷ đô la, bị ChatGPT của OpenAI vượt mặt, cũng như việc công cụ tìm kiếm của Google hoạt động ngày càng tệ. Việc trốn tránh trách nhiệm của CEO công nghệ như Sundar Pichai không phải là chưa từng có. Thậm chí điều này đã từng xảy ra nhiều lần. Các công ty ở Mỹ đang có xu hướng đề cao cũng như thiên vị CEO hơn so với các nhân viên bình thường. Theo ông Ed Zitro, giám đốc điều hành của EasyPR, một công ty truyền thông về kinh doanh và công nghệ, thì giám đốc điều hành ngày nay đang không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Họ hầu như không phải nhận hậu quả từ hành động của mình, ngay cả khi họ đang làm việc kém hiệu quả. Nếu bất kỳ nhân viên bình thường nào đưa ra một loạt quyết định dẫn đến lợi nhuận công ty giảm, họ sẽ ngay lập tức bị đe dọa chấm dứt hợp đồng. Thay vào đó, các CEO công nghệ lại đổ lỗi cho những người lao động. Cũng theo ông Zitron, bất kỳ giám đốc điều hành nào tham gia vào việc ra quyết định dẫn đến hàng trăm hoặc hàng nghìn người mất việc nên là người đầu tiên bị sa thải. Ông nhận xét, Pichai và các CEO công nghệ khác đáng lẽ không nên kiếm được 280 triệu đô hay thậm chí 1 triệu đô một năm. Họ nên bị sa thải vì trình độ quản lý kém cỏi. Với người lao động, vì bị sa thải nên sự bất bình của họ lên đến đỉnh điểm khi hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn vẫn có lãi, dù giảm so với cùng kỳ năm trước. Microsoft lãi 16,4 tỷ đô, lợi nhuận quý 4 2022 chỉ giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, nhưng công ty vẫn đuổi 10.000 lao động. Amazon thì lãi 2,8 tỷ đô, thấp hơn so với mức đỉnh mùa đại dịch, nhưng vẫn ở mức bình quân so với dữ liệu lịch sử. Thế rồi họ vẫn sa thải 18.000 người. Rõ ràng khi lợi nhuận giảm đôi chút, thì người lao động sẽ phải gánh chứ không phải các CEO. Mặt trái của việc sa thải hàng loạt. Mặc dù việc sa thải nhân viên có thể bảo vệ danh tiếng của các CEO và xoa dịu các nhà đầu tư, nhưng điều này lại gây ra tổn hại rất lớn cho người lao động. Những người lao động mất việc phải đối mặt với những tổn hại lâu dài về cả vật chất, sức khỏe và tinh thần. Phải rất lâu sau tôi mới có thể tìm thấy công việc phù hợp. Trong quá trình đó, gia đình tôi gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt là vấn đề về tài chính. Một nhân viên của Google từng bị sa thải chia sẻ. Ngoài ra, việc sa thải nhân viên cũng gây ảnh hưởng lớn đến các công ty. Theo nghiên cứu của bà Melissa DeWitt, phó giám đốc khoa truyền thông khoa học xã hội tại Đại học Stanford, việc sa thải nhân công có nhiều tác động tiêu cực đến năng suất lao động, ngăn cản sự đổi mới và dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận dài hạn. Nghiên cứu của trường kinh doanh Harvard cũng cho thấy rằng việc sa thải khiến công việc của những nhân viên ở lại trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi nhiều công ty trong số này cắt giảm phúc lợi và các dịch vụ khác của người lao động còn lại. Bởi vậy, với những mặt trái của việc sa thải nhân viên và doanh nghiệp, ưu tiên hàng đầu của CEO là tránh chúng bằng mọi giá. Một số công ty đã làm được điều này khi các CEO đồng loạt giảm lương để nhiều nhân viên có thể tiếp tục làm việc tại công ty. Chẳng hạn, Apple đã cắt giảm chi phí mà không sa thải nhân viên bằng cách giảm 40% lương của CEO Tim Cook xuống còn 49 triệu đô la trong năm. Tương tự, giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip Intel cũng đã tự cắt 25% lương và giảm 15% lương của đội ngũ điều hành của mình để tránh việc sa thải hàng loạt.
Ngoài ra, CEO của Goldman Sachs, David Solomon, đã bị cắt giảm 30% lương thưởng vào năm 2022 xuống 25 triệu đô. Ông James Warman, CEO Morgan Stanley, cũng đã bị cắt giảm 10% lương thưởng, còn 31,5 triệu đô trong năm 2022. Còn CEO JP Morgan, Jamie, cũng không còn được trả khoản thưởng đặc biệt trị giá hàng triệu đô mỗi năm nữa. Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên, CEO của Zoom Eric Yuan cho biết việc sa thải nhân viên sẽ ảnh hưởng đến mọi bộ phận của tổ chức. Yuan cũng nói rằng ông và các giám đốc cấp cao khác sẽ bị cắt giảm lương đáng kể. Vị CEO 52 tuổi thừa nhận ông đã mắc sai lầm trong việc tuyển dụng ồ ạt trong thời kỳ đại dịch. Là CEO và là người sáng lập Zoom, tôi chịu trách nhiệm về những sai lầm và hành động chúng tôi thực hiện hôm nay. Tôi muốn thể hiện trách nhiệm giải trình không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động của chính mình. Vì mục tiêu đó, tôi sẽ giảm 98% tiền lương của mình cho năm tài chính sắp tới và bỏ tiền thưởng công ty cho năm tài chính 2023 của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đối với các công ty chọn cắt giảm việc làm, lỗi hoàn toàn ở các CEO của họ. Thế nên việc họ bị giảm lương là điều hiển nhiên. Với tư cách là người chịu trách nhiệm lớn nhất, họ phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá sai nền kinh tế vĩ mô hay thực hiện những khoản đầu tư tồi tệ. Chuyên gia cho biết, mặc dù bị giảm lương, không ai trong số họ phải đối mặt với hậu quả thực sự bằng cách đổ lỗi cho suy thoái kinh tế thay vì thừa nhận quản lý điều hành yếu kém. Các CEO có thể bảo vệ danh tiếng của mình trong khi tránh bị đổ lỗi. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Trong tác phẩm Người nhện Spider-Man, tác giả Stan Lee đã từng có câu dẫn truyện nổi tiếng: quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Thế nhưng có lẽ điều này chỉ diễn ra trong truyện và với các người hùng, chứ chẳng bao giờ được liên hệ với những CEO. Tờ Business Insider nhận định, việc các CEO viện cớ né tránh trách nhiệm là điều quá bình thường tại Mỹ. Văn hóa sùng bái quá mức các giám đốc hơn những nhân viên bình thường ở Mỹ đã trở nên phổ biến đến mức các tập đoàn tìm mọi cách để cắt giảm chi phí, nhưng lại hạn chế sa thải người có quyền lực to nhất là CEO. Số liệu của BI cho thấy mức lương bình quân của các CEO tại Mỹ đã tăng tới 1.460% trong khoảng từ 1978 đến 2021. Tỷ lệ mức thu nhập bình quân của nhân viên thường với CEO cũng tăng từ 20/1 năm 1965 lên 399/1 năm 2021. Thực tế cho thấy, bất kỳ một giám đốc cấp cao nào mắc sai lầm, họ thường tránh được hậu quả với nhiều cách thức, trừ phi thiệt hại gây ra là quá lớn và gây ảnh hưởng rộng. Thậm chí ngay cả khi điều hành chẳng ra sao, thì nhiều CEO vẫn nhận được khoản thưởng cao bất hợp lý. Lấy ví dụ, hãng cho thuê xe Hertz cũng buộc phải sa thải 10.000 lao động vào năm 2020 khi đại dịch diễn ra, để rồi đối mặt với nguy cơ phá sản. Ban lãnh đạo của hãng này đã nhận được khoản thưởng 16 triệu đô ngay trước quyết định sa thải 10.000 nhân viên, bao gồm CEO Paul Stone nhận được 700.000 đô, CFO Jamie Jackson nhận được 600.000 đô. Trái lại, bất kỳ nhân viên nào mà đưa ra quyết định dẫn đến lợi nhuận của hãng giảm với tỷ lệ hai con số, họ lập tức bị chấm dứt hợp đồng. Không những thế, kể cả những nhân viên làm tốt bổn phận hay công việc của mình cũng có thể bị sa thải bất cứ lúc nào nếu mà công ty có chính sách cắt giảm nhân sự mới để tiết kiệm tối đa chi phí. Rõ ràng, những người nhận được mức lương cao nhất, có quyền lực nhất công ty sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều nhất khi khó khăn xảy ra, trừ phi doanh nghiệp đó không quan tâm đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Theo Business Insider, đã đến lúc các CEO tập trung để quản lý công ty, cải thiện sản phẩm, thay vì chiều lòng nhà đầu tư và cố gắng để nhận được lời khen ngợi từ dư luận. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!